À, xin chào tất cả mọi người, chúng ta lại gặp nhau trên kênh của Tranh Vỡ Đại Nghiệp. À, ngày hôm nay thì cơ sở bên em vừa hoàn thiện xong một bộ tranh tứ quý cho anh Thịnh ở Hà Hồi Thường Tín. À, thì xin phép là làm video này để quay gửi đến anh Thịnh cũng như là giới thiệu đến mọi người nhé. À, ngoài trời thì đang mưa, thì không biết là các bác có nghe rõ em nói không nhỉ? Đang mưa nên khá là ồn. À, bộ này thì chia sẻ với các bác một chút là bộ này thì anh Thịnh về trực tiếp cơ sở bên em để xem mộc và ký duyệt mộc. Và ngày hôm nay thì như thỏa thuận thì cơ sở bên em đã hoàn thiện và chuẩn bị là đóng gói để bàn giao cho anh. Thì thật ra thì các bác hình dung là bộ này là anh ấy đã xem rất là kỹ. Và khi về trực tiếp cơ sở bên em thì anh ấy chỉ xem đúng bộ trong video một phát là anh ấy chốt luôn. Chốt rất là nhanh. Dạ vâng. Bộ này thì là sẽ là gồm 4 tấm tùng cốt trúc mai. Chúng ta đi với cảnh chi tiết đầu tiên là cảnh tùng nhé. À, đây, khi mà chiếu gần thì mọi người sẽ nhìn rõ hơn về cái đường led đó. Về cái tư, gọi là cái nước hoàn thiện của cơ sở bên em. Thật ra thì khi mà cái màu thực tế ở bên ngoài thì nó sẽ đẹp hơn qua video. Vì qua video nó còn tùy theo điều kiện ánh sáng nữa, là em sẽ quay cho các bác nó không được chân thực, nó không được thực cho lắm. Đó, nó còn tùy theo điều kiện ánh sáng. Còn nhìn màu thực tế bên ngoài, các bác sẽ hình dung là màu gỗ và chúng ta là phun trần. Nhìn nó rất là đẹp nha các bác, nhìn cực kỳ đẹp luôn, nhìn ở bên ngoài ấy ạ. Đây, ở tiếp theo đây là cảnh cúc ạ. Đây, các bác có thể hình dung là mẫu này là mẫu cúc kê. Thì với hình ảnh của những bông cúc thì mọi người có thể thấy nó rất là bay. Vâng, cái phần thứ nhất là cái cánh cúc, nó rất là bay, nó rất là tơi. Đó, các bác nhìn không? Bên dưới sẽ là hình ảnh của những chú gà. Cái màu sắc hoàn thiện bên ngoài thì nó sẽ đẹp hơn qua video các bác nhé. Qua video ở đây nó còn tùy theo điều kiện ánh sáng nên nhìn lên nó màu nó sẽ chưa được thực cho lắm. Nhìn bên ngoài màu nó sẽ đẹp hơn đấy ạ. Các bác nhìn này, đây là cảnh trúc ạ. Cảnh trúc thì các bác nhìn này, thứ nhất là những cái đốt trúc sẽ được tỉa, chia tỉa rất là rõ này. Và đều được moi móc khoanh bong hết. Giải thích thêm cho các bác một chút thì với các bác mà mới xem lần đầu thì các bác có thể hiểu hơn về thế nào là đục tay khoanh bong. Đục tay khoanh bong chính là những cái phần mà các bác nhìn là những cái chi tiết của mình ấy. Nó được đục nổi bật hẳn lên và được tách so với cái nền của tranh như này sẽ được gọi là đục tay khoanh bong như các bác. Và các bác hình dung là các bác cứ tưởng tượng là một cái ván đục của chúng ta liền khối. Tức là những cái chi tiết là của chúng ta đục liền. Và những cái phần này của mọi người là sẽ được đục tách hẳn so với nền của tranh. Nó sẽ được gọi là đục tay khoanh bong. Đây là cảnh trúc đây ạ. Và bên dưới thì chúng ta sẽ thấy là hình ảnh ở dưới là có những hình ảnh của những cái hồ sen, cái hồ sen nhỏ rất là đẹp đúng không ạ? Tiếp tục cuối cùng bên này là cảnh mai ạ. Này, các bạn nhìn này, nhất là mọi người có thể thấy là hình ảnh của đôi chim phu thê với phần đuôi được tách tỉa rất là đẹp. Các bạn thấy không ạ? Đó, gốc mai thì rất là già và xù xì, cực kỳ đẹp luôn. Đây, tiếp tục lên trên các bạn nhé. Đó, ăn mừng cả nhà cùng cơ sở bên em là ngắm lại sản phẩm một lần nữa. Đây là tổng thể của sản phẩm của cơ sở bên em là chuẩn bị đóng gói để đi bàn giao cho anh Thích. Bộ này thì sẽ được làm từ chất liệu là gỗ hương đá nhé các bác. Và mọi thông tin chi tiết về sản phẩm của mọi người có thể liên hệ giúp em trực tiếp qua số hotline 0837 3937, hoặc mọi người có thể về trực tiếp cơ sở bên em có địa chỉ tại số 47-62 thuộc làm đại nghiệp Tân Tâm Thứ Xuyên để chúng ta bán sản phẩm. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đón xem video của cơ sở bên em ạ. Xin cảm ơn ạ. Vâng, và trước khi mà em tắt máy là cũng muốn là các bác có thể là ngắm kỹ hơn bộ tranh ngày hôm nay một lần nữa nhé. Cảm ơn các bác, xin cảm ơn ạ.